Chàng trai trẻ tuổi sinh năm 1994, tên của anh là Nguyễn Thành Nam. Anh là một youtuber nổi tiếng đứng top 3 ở Việt Nam. Anh sở hữu được 3 kênh YouTube có được rất nhiều lượt đăng ký. Kênh chính của anh là NTN Vlog đã có hơn 3 triệu lượt đăng ký. Người đầu tiên ở Việt Nam có được 2 nút vàng và 3 nút bạc đó chính là anh Nguyễn Thành Nam chứ không ai khác. Anh làm vlog về thể loại thử thách hay troll người, ý tưởng video hài hước khiến mọi người xem đều phải vui cười. Những video thử thách tất cả anh đã đều vượt qua khiến mọi người đều nể phục. Rồi cứ thế anh tiến xa, anh còn bình luận si ép với những lời vui đùa dí dỏm khi cho mọi người xem video của anh đều phải ha. Ngoài ra anh còn giúp đỡ những người nghèo hay vô gia cư, dù đó không phải là gì quá lớn nhưng cũng làm cảm động tất cả mọi người. Anh còn có tình yêu thương đối với các loài động vật, anh đã cứu được rất nhiều chó mèo trong khi chúng nó sắp mất. Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Thành Nam, yeah. NTN, 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 Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Thành Nam, yeah. NTN, 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 Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Thành Nam, yeah. NTN, 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 Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Thành Nam, yeah. NTN, NTN, NTN. Nhưng sự nghiệp của anh lại không suôn sẻ mà gặp chuyện. Cho đến cuối 2017 thì kênh của anh đều bị tắt kiếm tiền. Sau 3 năm cố gắng thì hôm nay mọi thứ lại vụt mất. Anh đã rất buồn nhưng vẫn cố kiềm chế giọt nước mắt. Nỗi đau không thể tả, anh chỉ biết đắm chìm vào game. 2 tháng anh không còn làm video cho mọi người xem. Nhưng anh là một người mạnh mẽ, không vì như thế mà dừng bước. Vì tương lai, vì sự nghiệp, vì con đường ở phía trước. Và anh đã lập một kênh mới chỉ vỏn vẹn 3 chữ NTN. Nhưng sau đó thì lượt đăng ký bỗng đột ngột tăng. Anh lại sắp được sở hữu thêm một nút bạc và một nút vàng. Tất cả sẽ thay đổi khi 2018 đã sang. Anh sẽ tiếp tục làm video cho mọi người để mọi người cùng xem và cùng cười. Hãy vững bước lên anh nhé, hãy tự tin và can đảm. Hãy tiếp tục làm video nếu như anh còn là Nguyễn Thành Nam. Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Thành Nam, yeah. NTN, 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 Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Thành Nam, yeah. NTN, 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 Nguyễn Thành Nam.